À, cái hồ của bác Toản ở Thạch Thất Hà Nội này, gửi cho em. Cái đồng hồ của bác ấy, sau khi em đã thay tháo rời cái được cái dây ra và tháo lắp đáy ra rồi. À, cái đồng hồ này thì em đã thay cho bác cái dây khác, à, dây da cá sấu đẹp luôn. Cái đồng hồ này qua nhiều thợ rồi, nếu bó tay không tháo được, à, thậm chí là tháo gãy cả dây của người ta ra. À, em đã thay cái dây khác, à, cái thay có video của cái dây của bác ấy. Đó. Thì em đã thay cái dây da cho bác nhìn nó trẻ trung hơn, đẹp hơn. Đấy, bác nào cần liên hệ số Zalo này của em nhé. Đây. Ở đây là đồng hồ của bác. Đó. Bây giờ em sẽ hoàn thiện việc lắp vào. Cái tiền em sẽ lên quát tay. Đó. Thì cho chạy ok. Đó. Em sẽ lắp vào. Mình sẽ thổi nó đi cho sạch sẽ. Đó. À, sau đó sau khi xong rồi thì em sẽ lắp cái căn nó vào. Đó. Rồi. Giờ đến lượt cái gioăng, em kiếm một cái gioăng SK đấy chung này. SK đấy chung nhé. Cái gioăng dày đấy. Để em thay cho nó. Vừa cái đồng hồ này. Khá là to. Nên mình phải kéo ra một tí cho nó vừa. Đó. Đấy, sau đó em tìm cái SK đấy chung đây. Em sẽ lắp vào đáy này, bởi vì nó đang bị căng nên mình sẽ lắp vào đáy này cho nó chuẩn vừa đó, và em sẽ tra luôn cái đầu mỡ vào cho nó chịu nước tốt hơn và nó có độ co giãn. Không cần phải tra đều nhé, tra điểm được. Khi mình vặn vào nó tự đều. Đó, mình vặn vào mình tự đều hết. Đó. Bạn vào là tự đều hết. Rồi, các bạn thấy không? Em bạn này. Rồi bây giờ em sẽ thay luôn cái mặt kính sau cho bác ấy. Thay mặt kính sau luôn cho bác ấy. Đây, em đã chọn được một cái mặt kính size nha, 250. À, lau sạch đi để lắp cái bác ấy. Đó. Mặt kính sau thì không cần phải lắp mặt sapphire đâu, mặt thường cũng được không sao cả. Đó, ok. Rồi bây giờ lệnh keo để lắp vào. Đó, xong thôi, lệnh keo ở đây, keo hai thành phần. Đó, à, mình đánh đều keo lên.
À, một tay giữ vào đây, một tay giữ vào giữa à, để cho nó chuẩn. Sau đó mình sẽ đi keo xung quanh để nó chịu nước tốt. Tay luôn luôn phải giữ vào giữa này khi mình gắn keo. Ok. À, bây giờ lấy giấy lau luôn đi. Em làm xong cái em lau luôn đi chứ em không để. Đấy, tay để giữa đây. Và tay lau luôn. Đó. Xoay. Lau tiếp. Đấy, và để tay ở giữa này. Lau tiếp. Đó, thế này nó lau xong, lắp xong cái mặt kính cho bác. Bây giờ phải để cho nó khô rồi bắt đầu là mình để gắn à, mình vệ sinh một lần nữa là xong thôi. Đấy, đồng hồ này chạy ngon lành rồi các bác. Đó. Tay phải để vẫn phải để ở giữa nhé, tại vì là nó chưa khô keo khi mà mình muốn nó lật lên. Đó. Ngon lành rồi, đúng không các bác? Dây đẹp nhá. Nhìn trẻ trung luôn. Bây giờ thay cái khóa là xong thôi. Đó. Rất là đẹp. Con này mình ngủ quên khá là lâu đấy, em nhìn em biết. À, chào các bác.